これが宮島行き船乗り場です。そろそろじゃないですか。ここから船に乗って島に行きます。なるほど。さて、はい、ということで船に乗ります。乗りましょう。これでしょう。行きます。行きましょう。やられたけない。みんなが宮島、宮島です。見てください。お願いします。宮島。khi mà đến 宮島 thì nhất định các bạn hãy đi đến 3 địa điểm tham quan sau đây. Cô chị, cô chị. Hiện nay thì chúng mình đang ở cổng này, cổng 宮島. Chúng ta sẽ đi đến đền, đền thờ Ichikushima. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cổng gọi là Otori-i. Otori-i. Và cuối cùng chúng ta sẽ chơi cùng với những chú hươu, chú nai ở đây, ở khu vực này. Ok? Nhất định hãy đi đến 3 điểm đó nhé. Hiện nay bên cạnh mình đây là một chú hươu rất là dễ thương và hiền lành, đúng không? Nhưng khi mà các bạn đến đây thì có hai luật. Luật thứ nhất đó là không được sờ vào hươu. Thứ hai đó là không được cho hươu ăn đồ ăn. Tuy nhiên như vậy thì rất là buồn, đúng không? Em bây giờ mình sẽ tự sướng cùng với chú hươu này. Yeah. Chấp tầm mặt này này. Yeah. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn xem phía sau mình. Đây là cổng Otori. Các bạn thấy rất là đẹp, đúng không? Khi mà thủy triều nó xuống, chúng ta có thể đi ra tận xa kia và sờ vào cổng này. Ok. Hi, xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy ở đây, mình đã đến đền thờ Ichikushima. Mà các bạn, như các bạn đã thấy ở đây thì đền thờ Ichikushima đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1996. Ngay sau đây thì mình sẽ cùng nhau đi vào. Let's go, let's go, let's go. あります。はい、おみくじ、今からおみくじをします。見せますよ、せーの。はい、ということでここでおみくじを引けます。100円ですね。これをここに収めます。チリン、入れました。そしたらこれおみくじ、ここに穴が開いてますよね。じゃん、これを、お、出た。見てください、31番、見えますか？31番でした。これは戻してここ、31番、ここを開けて、これが私のミックスです。買います。さて皆さん、おみくじ持ってきましたね。せーので言いますよ、せーの、じゃん。キッチ、同じくキッチ、私もキッチでした。いやー、これ厳島神社ね、本当に綺麗ですね。綺麗ですね。文化を感じますね。日本の良さがね、すごく出てます。ぜひぜひ来てください。ぜひ来てね。